Thưa quý vị, ngày 16 tháng 2 năm 2024, thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Vĩnh Long tại tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự ông Nguyễn Hoàng Hưng, 40 tuổi, ngụ ở phường 8 thành phố Vĩnh Long để điều tra về hành vi xúc phạm quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trước đó, ngày 13 tháng 2 năm 2024, tức mùng 4 Tết, ông Nguyễn Hoàng Hưng từ tỉnh Bình Dương về Vĩnh Long ăn Tết. Tuy nhiên, ông Hưng không về nhà mà sống lang thang ở khu vực phường 2 thành phố Vĩnh Long. Khoảng 22 giờ ngày 14 tháng 2 năm 2024, ông Hưng đi đến đường 3 tháng 2 trên địa bàn phường 1 thành phố Vĩnh Long, dùng tay kéo ngã một cục cờ có gắn cờ Tổ quốc rồi kéo rách lá cờ. Chưa dừng lại, ông Hưng mang lá cờ bị kéo rách đi đến tường Ngô Quyền ở phường 2 thành phố Vĩnh Long, dùng bật lửa đốt cháy hoàn toàn. Sau đó, ông này còn đi đến căn nhà gần đó, kéo rách một lá cờ Tổ quốc và dùng bật lửa đốt tại chỗ. Trong lúc thực hiện hành vi này, ông Hưng bị lực lượng công an phường 2 bắt quả tang, đưa về trụ sở để làm rõ. Tại cơ quan công an, ông này thừa nhận hành vi của mình. Hiện vụ việc đang được công an thành phố Vĩnh Long tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Để theo dõi những thông tin liên quan, mời quý vị truy cập Báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube Báo Thanh Niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.